Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung bài viết Thế giới tràn ngập tiền giá rẻ, ta đi lượm được không? Tác giả Hoàng Hải Vân. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Để đối phó với đại dịch Vũ Hán, chính phủ của phần lớn các nước trên thế giới đã tung ra các gói cứu trợ và kích thích kinh tế khổng lồ chưa từng thấy trên hành tinh của chúng ta. Riêng Mỹ tung ra hàng ngàn tỷ đô la, châu Âu mỗi nước hàng trăm tỷ euro. Việc tung tiền ra chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mới nhất, chính quyền Biden vừa tuyên bố sẽ tung một gói kích cầu kinh tế 1.900 tỷ đô la ngay sau khi tiếp quản Nhà Trắng. Ngoài các gói cứu trợ và kích thích kinh tế, Fed liên tục giảm lãi suất và sẽ duy trì lãi suất gần bằng không trong tương lai không xác định cũng khiến cho đồng đô la giá rẻ chảy ra lai láng việt nam ta không nằm trong xu thế chung xeo thự trận trọng của một anh nghèo tiền của chính phủ đã lấy từ đâu ra tất nhiên chỉ có ba nguồn tiền thuế tiền vay nợ và tiền in thêm tiền là thước đo tài sản khi tiền tăng nhiều mà tài sản tăng ít thì sẽ dẫn đến lạm phát mặc dù không ai tính được sự tương quan này và các chính phủ không hề có ý định tính nhưng điều lạ lùng là vẫn chưa thấy dấu hiệu gia tăng rõ ràng đáng kể nào của lạm phát tiền chảy ra như sông trào sóng vỗ như hiện nay là bất thường ngoài dự đoán là hiện tượng thiên nga đen trên phạm vi toàn cầu không có học thuyết kinh tế nào có thể thâu tóm được. Dù chưa có lạm phát đột biến, nhưng người ta nghĩ rằng sẽ có lạm phát. Vì vậy mà vàng tăng, tiền điện tử như Bitcoin tăng và tăng rất mạnh mẽ. Giá tiêu dùng bình quân năm 2020 của Việt Nam chỉ tăng 3,23% so với 2019. Mức lạm phát không có gì khác biệt từ năm 2016 đến nay trong khi giá vàng bình quân tương ứng tăng 28%. Tất nhiên, giá vàng trong nước phụ thuộc vào giá vàng trên thế giới, nhưng lạm phát của thế giới cũng chưa có gì đột biến. Việc tính lạm phát bình quân năm 2020 của nước ta thấp, không phản ánh sức mua của đồng tiền Việt Nam, vì giá thực phẩm tăng hơn 12%, trong đó giá thịt heo tăng hơn 57%, trong khi giá xăng dầu giảm tới 23% do giá dầu thế giới giảm, kéo chỉ số bình quân giảm xuống. Tuy nhiên, không có cách đo nào khác nên phải chấp nhận con số không thực tế này. Tiền chảy vào đâu thì thứ đó luôn có nguy cơ biến thành bong bóng. Vàng tăng cao, Bitcoin tăng cao dễ gặp rủi ro, nên còn một kênh khác thu hút dòng tiền đó là chứng khoán chỉ số Dow Jones của chứng khoán Mỹ lần 50 lần vượt đỉnh thời chính quyền Trump, chủ yếu là do kinh tế tăng trưởng bền vững. Đại dịch Vũ Hán khiến cho chứng khoán lao dốc nhiều phiên, nhưng lại tăng mạnh mẽ sau khi có các gói cứu trợ và kích thích kinh tế. Là do hút dòng tiền giá rẻ này, này đang ở mức cao nhất mọi thời đại mà chưa biết đâu sẽ là đỉnh. Từ khi đại dịch diễn ra tới nay, khi thấy tiền trào ra như nước, một bộ phận nhân loại đã đưa tài sản chui vào trú ẩn trong vàng trong bitcoin và trong chứng khoán và họ đã lượm được rất nhiều tiền sau một năm có người bỏ một ăn một có người bỏ một ăn hai ba hoặc nhiều hơn còn chúng ta chúng ta có cơ hội lượm được ít nhiều không tôi không dám nói gì về việc đầu tư vào vàng và bitcoin hay bất động sản những thứ đó dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc có kinh nghiệm. Tôi chỉ nói về chứng khoán. Tiền giá rẻ đi và loanh quanh cuối cùng cũng chảy vào chứng khoán, một lượng không hề nhỏ, khiến cho chứng khoán toàn cầu nằm trong xu hướng tăng ít nhất là trong năm nay. Chứng khoán Việt Nam cũng không ngoại lệ. Mua chứng khoán là mang tiền đầu tư vào một công ty, nếu chọn được công ty tốt, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận thì kiểu gì cũng an toàn. Không có cái gọi là mất sạch khi chơi chứng khoán. Nếu như bạn không vay tiền của công ty chứng khoán, nếu như bạn vay tiền của công ty chứng khoán thì dù giá cổ phiếu có tăng thì bạn vẫn có nguy cơ trắng tay, bởi vì không có cổ phiếu nào tăng theo đường thẳng đứng, nó chỉ tăng khi giảm theo hình răng cưa và khi tăng mạnh và khi giảm sâu. Khi tiền mua cổ phiếu là tiền của bạn thì dù có giảm sâu tới 90% thì nó vẫn có thể sẽ lên lại. Còn bạn dùng tiền vay của công ty chứng khoán thì khi nó giảm chưa tới 50% là bạn đã mất trắng. Vì công ty chứng khoán sẽ bán cổ phiếu của bạn để thu đủ tiền của họ. Còn tiền của bạn sẽ bằng không. Tài khoản của bạn bằng không thì hết có cơ hội phục hồi. Chơi chứng khoán với tư cách là dùng tiền của chính mình đầu tư vào các công ty tốt là cách kiếm tiền tự do nhất. Bạn chẳng phải phụ thuộc vào con nào, thằng nào, dù thắng hay thua thì chẳng có gì phải cay cú. Nhưng tôi đảm bảo trong dài hạn bạn không thua. Nhưng nếu bạn tham lam vay tiền của công ty chứng khoán, rất dễ vay, chẳng cần thủ tục gì phiền hà, thì dù được lợi gấp đôi so với lợi nhuận từ tiền tươi thóc thật của bạn, bạn cũng sẽ bất an khi thị trường lao dốc sự bất an sẽ tích tụ lại khiến cho bạn không bị bệnh trĩ cũng bị tiểu đường. Sự tham lam chỉ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Mấy anh chuyên nghiệp này một số là chấp nhận sống chung với trĩ với tiểu đường hoặc cao huyết áp. Tóm lại, chúng ta không tham lam thì chỉ có thể lượm được tiền từ chứng khoán mà vẫn khỏe mạnh chém vô tư. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết của tác giả Hoàng Hải Vân thế giới ngập tràn tiền giá rẻ ta đi lượm được không xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau